Sáng nay, huyện ủy Thoại Sơn tổ chức hội nghị chuyên đề thu hút nguồn lực đầu tư và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn giai đoạn 2020-2025. Tại cuộc họp, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo kế hoạch như đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo quỹ đất sạch, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông để thu hút kêu gọi đầu tư. Theo kế hoạch, giai đoạn 2020-2025, huyện Thoại Sơn sẽ thành lập mới khoảng 300 doanh nghiệp, phấn đấu kêu gọi đầu tư 23 dự án trên địa bàn. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Minh Tâm, Bí thư huyện ủy Thoại Sơn thống nhất thành lập ban hỗ trợ doanh nghiệp do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện làm trưởng ban nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Các xã thị trấn cần thống nhất quan điểm chủ trương định hướng chung để kêu gọi đầu tư, xây dựng các cơ chế chính sách thuận lợi để giúp hộ kinh doanh chuyển đổi thành loại hình doanh nghiệp. Các địa phương phải cụ thể hóa kế hoạch này thành chương trình hành động và đưa vào nghị quyết để thực hiện.